Bình thường á, một tháng á là ổng bán, ví dụ như phải là 100 con gà đi, thì bây giờ là ổng chỉ bán được khoảng tầm 30-40 con gà thôi. Như vậy là gồng tiền nhân viên, gồng tiền mặt bằng, điện nước, rất nhiều các thứ, thuế má, thì hầu như là đến cuối tháng á, nó dư lại được vài triệu là mừng gần chết, còn đa số là lỗ. Hello, lại xin chào mọi người. Mình vừa mới đi ăn sáng về, thì mình chạy ngay vào đây, mình làm một cái video này vì mình muốn nói đến một cái thực trạng hiện tại để các bạn là có một cái góc nhìn tránh mất tiền nha. Ok, nãy mình ghé ra cái đầu đường á, mình ăn tô bún riêu, thì cũng lâu rồi mình mới ghé lại cái chỗ cô đó mình ăn bún riêu. Thì cô này bình thường á là cổ vui lắm, cổ hay vui vẻ nói chuyện với mọi người lắm, nhưng mà hôm nay thì mình thấy cô buồn buồn. Xong sau khi mình ăn xong cái tô bún riêu thì mình mới hỏi cổ là sao bữa nay nhìn cô sao cô buồn dữ cô, thì xong cô mới trả lời á là mấy bữa cô bán mỗi ngày 10 tô nhưng mà mấy tháng gần đây không biết sao bán còn lại có mỗi ngày 3 đến 4 tô. Ý là trung bình trước đây là bán được 10 tô nhưng mà bây giờ cổ chỉ còn bán được khoảng tầm 3 đến 4 tô thôi. Cổ bị giảm cái lượng bán đi là gần 60%. Đó là một tình trạng đáng báo động. Xong thì mình mới an ủi lại cổ là thật ra thì đâu phải là riêng cô bị như vậy đâu. Bản thân con đây là con kinh doanh shop này. Nó còn mở hai cái shop. Con đặt ở hai cái vị trí khác nhau. Nhưng mà hai cái nó đều bị sụt giảm từ đầu năm đến giờ, nó giảm hết 40%. Và cô thì cô có cái mặt bằng ở nhà của cô, thì cô không cũng không phải là bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà đối với con á, nếu như mà nó bị tụt giảm như vậy á thì con sẽ bị lỗ, bởi vì là cái tiền trả mặt bằng nó rất là nặng đó. Mà không phải riêng con, mà là thật ra là những anh em mà đi làm apply ở bên ngoài kia con quen biết thì cũng y chang vậy thôi. Và ông anh của mình á thì tâm sự mọi người là ổng có 8 cái chi nhánh gà ở quanh Sài Gòn này, và ổng cũng có tâm sự với mình á, đầu năm đến giờ là ổng bị tụt giảm so với những cái năm trước là đến 70%. Bình thường á, một tháng á là ổng bán, ví dụ như phải là 100 con gà đi, thì bây giờ là ổng chỉ bán được khoảng tầm 30-40 con gà thôi. Như vậy là gồng tiền nhân viên, gồng tiền mặt bằng, điện nước, rất nhiều các thứ, thuế má, thì hầu như là đến cuối tháng á, nó dư lại được vài triệu là mừng gần chết, còn đa số là lỗ, lỗ nhẹ, gọi là lỗ nhẹ trong cái thời điểm hiện tại. Ở đây thì thông qua câu chuyện này á, mình muốn nói với mọi người một cái thực tế là trong cái thời đại suy thoái này, suy thoái kinh tế nó bắt nguồn từ cái việc là chiến tranh xảy ra trên thế giới, nó dẫn đến là các nước là bị ảnh hưởng theo, trong đó là Việt Nam mình cũng chịu ảnh hưởng. Thì mọi người thấy là trên báo đài đó, mình mở ra cái mục là kinh doanh nha, mình tin là ở trên các báo đài á, là họ đã che giấu một phần rồi, tức là họ không có đưa lên nhiều về những cái vấn đề này để cho dân chúng đỡ hoang mang thôi. Chứ còn thực tế là lâu lâu thì mọi người sẽ thấy là có những cái bài báo nó nói về việc doanh nghiệp bị cắt giảm nhân sự nè, bị cắt giảm đơn hàng từ nước ngoài về nè, rồi phải sa thải nhân viên nè, đó rất là nhiều. Cái đó là một cái mà minh chứng cho cái việc là kinh tế đang đi xuống và cái người lao động rời thành phố cũng nhiều, và như vậy là nó kéo cái mức sống của người dân đi xuống, dẫn đến là cái sức mua nó thấp. Đây, bây giờ mình ví dụ như chuỗi con cưng này đi, để coi lãi là 4,7 tỷ lợi nhuận sau thuế. Con số này giảm đến 95% so với gần 90 tỷ của năm 2021. Họ bị giảm đến 95% mức lãi là khủng khiếp cỡ nào. Ở đây nó nói là 4,7 tỷ đồng đối với một cái doanh nghiệp rất lớn như vậy, con cưng thì mọi người biết rồi. 4,7 tỷ đồng nó chẳng là cái gì so với con cưng này cả. Cho nên thì cái này giống như kiểu là ngang ngửa huề vốn, chưa lỗ là may, còn thực tế ở bên trong thì mình cũng chẳng biết. Đó là một thôi nha. Rồi tiếp này, chuỗi cung ứng ở Mỹ tiếp tục khủng hoảng, dù có dấu hiệu phục hồi nhưng chuỗi cung ứng tồn tại nhiều vấn đề như chi phí vận chuyển tăng. Đây là cái tình trạng nó nói là ở Mỹ, nhưng mà thực tế ở trên toàn thế giới mình tin là chỗ nào cũng vậy thôi. Mỹ là quốc gia như vậy mà còn bị nữa thì huống gì các nước khác. Rồi tiếp nha, doanh nghiệp kiệt sức, hơn 77.000 doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường 4 tháng qua, có người phải bán mình để tránh vỡ nợ hoặc là
co hẹp sản xuất, giảm nhân sự để cầm cự. Thì hiện tại á, mình mở shop offline, nhưng mà mình cũng có hai cửa hàng, thì cứ tạm cho nó là một cái chuỗi nhỏ đi, tại vì mình muốn phát triển về cái chuỗi lớn á. Thì hiện tại mình đang ở trong cái trường hợp thứ hai này. Bây giờ hiện tại là mình phải là thu hẹp cái nhân sự của mình đó, và thậm chí là mình phải xin xin bên chủ nhà là cho giảm cái tiền thuê. Bên nào mình cũng phải xin như vậy, chứ nếu mà không xin á thì chắc chắn mình sẽ lỗ, chứ không thể nào mà mình cầm cự nổi. Đó là một cái thực trạng hiện tại nha. Chứ còn rất là nhiều doanh nghiệp xấu số là họ đã rời khỏi thị trường rồi. Mà mình nói với mọi người chứ, cái việc mà rời khỏi thị trường không phải là họ rời xong cái họ không bị ảnh hưởng hệ lụy gì đâu nha. Mà họ rời á bởi vì họ không có khả năng để tiếp tục nữa, thì như vậy là cái vốn liếng ban đầu của họ nó đi đâu? Có thể là họ thanh lý lại, nhưng cũng có những người á là họ mất hết. Bởi vì bây giờ ví dụ như bạn đầu tư 100 đồng vào, bạn thanh lý đi, bạn thanh lý hay là bạn nhượng lại cho người khác á, sang quán á, thì nó cũng phải là mất từ 40-60% rồi, nên là chỉ có thể lỗ thôi. Còn có những kiểu hình thức dịch vụ là nó không thể làm cái điều đó, nó không thể sang đi đâu được hết, là coi như là rời bỏ, là coi như chấp nhận mất hết. Và để mà thành lập một cái doanh nghiệp offline nó rất là tốn kém, nó không hề là gọi là ít tiền chút nào. Và tí nữa mình sẽ phân tích cho mọi người cái bài toán là sẽ tốn bao nhiêu để mà làm offline được nha, để mọi người có một cái nhìn trước khi mà mình nhảy vô. Ít nhất là trong cái thời điểm này, không phải là để hù mọi người gì đâu, nhưng mà mọi người làm kinh tế mọi người phải nhìn được nhiều cái góc nhìn. Nếu mà mình không nhìn được á, mình cứ đâm đầu mình lao tới á, thì chắc chắn là mình sẽ nếm trải những cái thất bại của những cái người mà đã đi trước. Thì mình là cái người mà đã đi rồi thì mình chia sẻ lại, thì ít nhất thì nó sẽ là giúp cho mọi người có được một cái nhìn mà người khác đã bỏ ra tiền tỷ để trải nghiệm. Như vậy có đáng giá để mọi người trải nghiệm hay không đó. Mọi người thấy không, báo chí đưa nhiều lắm. Đây mọi người thấy này, làn sóng cắt giảm lao động này, hơn nửa triệu lao động bị ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng này. Nó đi theo chuỗi luôn nha mọi người, không phải giỡn đâu mọi người nha. Ví dụ như bây giờ mình nói đi, ở bên nước ngoài nó cắt giảm đơn hàng của Việt Nam, thì các công ty xí nghiệp ở Việt Nam á, nó không có việc làm, thì bây giờ nó không lẽ nó để những công nhân như vậy, nó nuôi công nhân không? Nó không làm như vậy, nó sẽ cắt giảm đi và nó cho nghỉ việc bớt đi. Công nhân nghỉ việc rồi thì họ không có gì để làm, hoặc là tạm thời họ chưa kiếm ra được việc để làm á, thì họ sẽ rời bỏ những cái khu nhà máy xí nghiệp hay là những cái thành phố lớn, họ đi về quê, hoặc là họ ở lại. Nhưng mà cái sức mua nó ảnh hưởng, nó bao trùm lên cái nền kinh tế, là người này cũng buôn bán, kinh doanh buôn bán, nhưng mà không có ai mua đó, thì họ cũng nghèo theo. Sau đó thì họ cũng không chi mua cho những cái khác đó. Ví dụ như cái trường hợp của mình đi, tháng này mình bán buôn không được đúng không, thì mình không có dư giả nhiều, cho nên là mình quyết định là mình nấu ăn ở nhà và mình giảm cái việc là mình đi ra ngoài mình ăn đi đó. Thì những cái bà như là hồi sáng mình đi ra mình ăn sáng thì bà không có bán được nhiều. Như vậy là nó bị ảnh hưởng nguyên một cái chuỗi luôn. Còn chưa nói là bây giờ là đang có cái tình trạng là thiếu điện. Ở miền Bắc đang bị cắt điện hàng loạt, mọi người mấy bữa nay là đọc này chắc biết rồi đó. Mà nếu như mà trong kinh doanh offline mà mọi người mà bị mất điện phát là thôi xong luôn, đâu bán được gì đâu. Mình nhớ có những cái thời điểm là khi mà đang bán giữa ban tối ngon lành, tự nhiên cúp điện kết rẹt. Rồi xong, người đang mua ở trong shop, người ta cũng không tính tiền được, xong họ đi ra, người ở ngoài họ cũng chẳng có vô mua. Rồi xong, nguyên một đêm trả 2 triệu tiền mặt bằng mà đâu có bán được gì đâu. Rồi xong, bữa đó lỗ luôn đó. Mình cho mọi người thấy một vài cái góc nhìn ở trên báo chí hiện tại nó cũng đang đưa, và chính bản thân mình thì hiện tại là mình cũng đang làm. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy là cái bước mà để làm offline nó diễn ra như thế nào, và nó tốn công tốn sức như thế nào, mà nó mang lại hiệu quả hiện tại nó tệ như thế nào. Có thể là mình làm chưa có giỏi, mình công nhận là mình cũng chưa giỏi thật, nhưng mà ít nhất thì mình vẫn tin rằng là mình không phải là một đứa làm quá tệ. Mình rất là siêng nha, và mình tìm đủ cách để mà doanh nghiệp của mình nó phát triển một cách tốt nhất. Mình làm rất là nhiều cách nhưng mà hầu như là không có suy chuyển được bao nhiêu cả, tại vì căn bản là bây giờ online rất mạnh rồi, offline nó gần như là đã hết thời rồi. Mọi người nhìn này, chợ An Đông này, chợ An Đông gần đây không, đóng cửa biểu tình này đó, đóng cửa nè, biểu tình nè, cách đây khoảng tầm 2-3 tháng gì đó đó. Mấy cái giá thuê ở sạp chợ An Đông này hồi xưa á, là khi mà cái online mà nó chưa có lên nhiều á, chưa có lên trend á, người ta còn chưa tin tưởng về việc mua sắm online. Nhưng sau đại dịch á, là người ta có cái xu hướng là người ta quen với cái việc mua online rồi, và người ta thấy cũng ok ổn, người ta cũng đã đủ thông minh để là biết được là cái shop nào trên online á, là nó uy tín và chất lượng thì họ vô mua. Cho nên là những cái offline như là chợ đó là nó vắng tanh, nó vắng lắm. Thì đây là một cái điển hình chứng minh là một cái thời đại mới là nó đã xoay chuyển rồi. Giống như hồi xưa á, cái điện thoại mà để bàn á, mà có cái dây á là thịnh đúng không?
Tới bây giờ thì đâu còn ai mà xài cái điện thoại bàn nữa đâu, không có. Bây giờ chuyển qua xài di động hết rồi, thời thế thay đổi thôi. Nè, chợ tiểu thương An Đông này đóng cửa vì giá thuê sạch quá cao. Mọi người có thể là lên search mà coi. Mình tin là không phải là chỉ riêng chợ An Đông mà rất nhiều chợ khác cũng y chang. Nếu không vì cái giá thuê tăng lên á, thì giá thuê bình thường á, họ bán cũng chẳng ăn thua rồi. Tại bây giờ đâu còn bao nhiêu người họ tới đây để họ mua hàng đâu. Chủ yếu là các tiểu thương họ tới, mà nói thật với mọi người trong cái thời đại này á, ban đầu á, hồi trước á, mình nhập hàng mình cũng đi tới chợ An Đông, mình đi gì đâu mà mình đi, trời ơi, nó mất hết nguyên một ngày luôn mà nó mệt dã man luôn mọi người. Trời ơi, nó nắng nóng mà uống không biết bao nhiêu cái ly nước mía luôn, nó cực dễ sợ luôn. Mà cái chợ nó rộng quá, mình tìm hoài không ra, mình hỏi người này người kia, người này người kia, mà cuối cùng là mình đi nguyên cái Sài Gòn luôn, mình đi đủ chỗ hết nhưng mà vẫn không có cái mình cần, hoặc là có thì nó mắc. Bởi vì tiểu thương ở chợ An Đông á, hay là những cái chợ này á, dù sao đi nữa thì họ cũng nhập hàng từ bên nước ngoài về, xong rồi cái họ mới phân phối lại cho người Việt Nam, cho nên là họ cũng chỉ là đại lý cấp 1 hoặc là cấp 2 gì đó thôi, thì họ bán là nó sẽ mắc, nó không bao giờ nó rẻ bằng cái việc mà nhập hàng tận gốc. Cho nên á, là cái khoảng thời gian sau đó là mình quyết định là mình đi tìm những cái dịch vụ, hay là mình đi tìm những cái bên nước ngoài á, mình order, mình đặt hàng trực tiếp bên đó, mình gửi về thì cái chi phí nó rẻ hơn rất là nhiều luôn. Đó. Cho nên là những cái người mà họ bán offline đâu là không có cửa sống, khi mà người ta càng ngày càng thông minh và cái gì cũng online hóa hết rồi. Và hiện tại thì có một cái thực trạng là kinh doanh offline á, thì chỉ có người bán thì họ mới hiểu được cái cảnh khổ của cái việc làm offline. Chứ còn nếu mà bạn thuê á, thì chủ á, cũng tùy theo người, có người họ tâm lý họ hiểu chuyện thì họ sẽ là giảm cho mọi người, chứ còn đa số thì họ không không giảm đâu, thậm chí là họ còn tăng lên nữa, họ tăng định kỳ. Tại vì mọi người phải hiểu là thuê á, thì nó sẽ có năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, năm 5. Thì cứ mỗi năm như vậy á, thường thường những cái chỗ mà nó cho thuê á, mà nó có cái mức giá cao á, mình cho là khoảng tầm 20 triệu trở lên trên một tháng á, thì nó sẽ có một sự trượt giá. Nó là cái phí trượt giá, là một năm á, nó sẽ trượt thêm 5% nữa. Thì ví dụ như năm nay 20 triệu đúng không? Lần sau nó tăng thêm 5% nữa là lên khoảng tầm 20 triệu 500 ngàn. Đó, ví dụ như vậy. Năm 3 thì nó lên 21 triệu, năm 4 thì nó lên 22 triệu, năm 5 thì nó lên 23 triệu, kiểu như vậy. Đó. Cho mọi người xem thêm một cái viễn cảnh này nữa này. À, cho mọi người coi cái Passion này, nó vừa mới phá sản trong cái tháng 4 vừa rồi. Đó thì Passion này thì anh em mà ở Sài Gòn thì không còn lạ gì nó rồi. Nó là một cái trung tâm thương mại mà chuyên bán hàng xa xỉ vậy. Thì cái khách mua của nó chủ yếu là những cái người mà có tiền. Đó. Khi mà nó phá sản á, thì nó có đưa ra một cái lý do phụ ở trong đó là cái người mà cho thuê á, thì họ không có chịu giảm cái tiền mặt bằng. Cho nên là nó thuê không nổi. Mà mọi người biết đi, cái chỗ Passion đó là nó gần ở ngay chỗ cái phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì mọi người biết là cái tòa nhà đó là nó thuê tốn biết bao nhiêu là tiền luôn. Này, tổng diện tích 17.000 mét vuông này, nó thuê như vậy trong cái thời buổi mà kinh tế đang khó khăn như vậy, sức mua đã giảm rất là nhiều, thì cái những cái người mà giàu á, họ cũng sẽ có xu hướng là giảm cái lượng chi tiêu của họ đi, mà bên chủ nhà nó còn tăng giá đi nữa, thì mọi người nghĩ là nó phá sản hay không phá sản? Thì khi mà nó phá sản thì chắc chắn là nó sẽ bị thiệt hại rất khủng khiếp luôn nè, từ lợi nhuận trăm tỷ đến lỗ nặng nè. Lỗ nặng là lỗ như thế nào nè, tổng lỗ lũy kế trong cái giai đoạn này là 420 tỷ nha, khiếp chưa? Và hình như là trong rất nhiều năm là nó không có dấu hiệu phục hồi, và nó chỉ có lỗ 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 hoài thôi. Rồi, nói về họ cũng nhiều quá rồi, bây giờ nói về câu chuyện của mình đi. Đây, mình sẽ cho mọi người xem một cái chi nhánh của mình nó bán như thế nào nha, cho mọi người thấy là trong cái tháng trước á, là nó bán là mọi người thấy là mọi người muốn khóc với nó luôn này. Mình có một cái mặt bằng bên này là 28 triệu nha. Nè, cái ngày 1 này nó bán được 800 ngàn. Thì mình làm cho mọi người một cái phép tính. Bây giờ mình tính chi phí trước cho mọi người nè. Bắt đầu á, thứ nhất á, là cái tiền thuê ở bên cái chi nhánh bên này là 28 triệu đúng không? Rồi, tiền nhân viên của mình á, ở bên này mình thuê là hai người á, thì hiện tại là khoảng tầm 10 triệu. Rồi, cộng thêm cái điện nước nữa, điện nước thì khoảng tầm 3 triệu, cộng thêm những cái bao bì giấy tát rồi gì gì đó lung tung nữa thì mình cho là 2 triệu. Rồi, đây nha, đây là cái chi phí mà vận hành này, 43 triệu cho một tháng. Bây giờ mình chia cho 30 ngày ra là 1 triệu 4, tức là mỗi ngày là mình phải bán được 1 triệu 4. Mỗi ngày là mình phải bán được lợi nhuận á, lợi nhuận trừ ra là phải là nó còn phải 1 triệu 4 thì mình mới đủ cái kinh phí để mình vận hành nha. Mà mình cho là ví dụ như là kinh doanh là lời gấp đôi, là mình phải bán kinh doanh là 1:1 đi, thì mình phải bán là nhân 2 lên, thì anh bạn phải bán ít nhất là khoảng được là 2 triệu 8, cho là 3 triệu đi nha.
mỗi ngày mình phải bán được 3 triệu, như vậy thì mình mới có thể là mình trả được cái mặt bằng này thôi, chứ có lời một cái khỉ móc gì hết trơn trong này hết. Bán phải được 3 triệu trên một ngày, mà ngày mùng 1 này đó bán được 842 ngàn, mọi người thấy khắm chưa. Ngày thứ hai bán được 1.9 triệu, mọi người thấy căng mắt chưa. Rồi ngày thứ ba 2.2 triệu đó, và những cái ngày mà nó thấp lè tè này này đó 1 triệu. Ui dồi, vậy thì lỗ sắp mặt rồi, lỗ sắp mặt rồi đó, mọi người thấy không ạ. Lỗ sắp mặt rồi. Cái ngày cao nhất là được 3.9 triệu, chắc lời được mấy trăm ngàn đó, mọi người nghĩ là có 30 ngày như vậy thì ăn kích rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên cái Thủ Đức cho mọi người xem. Bên Thủ Đức thì nó còn ác chiến hơn nữa. Bên Thủ Đức là hiện tại là 50 triệu tiền một bằng nha. Năm ngoái thì bán ngon lắm. Năm nay suy thoái kinh tế phát lập, ăn kít ngay 50 triệu. Cộng cho ở bên này là nhân viên nhiều hơn. Bên này là 4 đứa nhân viên, mỗi đứa là 4 triệu. Là 16 triệu tiền nhân viên nha. Cộng cho điện, ở bên này điện bên này cũng nhiều hơn, 3 triệu rưỡi. Cộng cho bao bì nhãn mát, bên này bán nhiều hơn cho nên cũng sẽ tốn nguyên liệu nhiều hơn. Đó bây giờ mình cho sơ sơ là 72 triệu nha, tiền vận hành đó, thì nếu mà bán một lời một á đó, đó là ít nhất là 145 triệu thì mới hồi về vốn. Bây giờ cho mọi người xem này, chia cho 30 ngày ra thì mỗi ngày á bán ít nhất là phải 4.8 triệu thì mới có lời. Thì bây giờ mình cho nó là 5 triệu luôn đi, tại vì 5 triệu thì mình cũng chỉ lời được có 100 ngàn trong đó thôi. Nguyên như nè, cái ngày thấp nhất là bán được 1.2 triệu, là mọi người thấy lỗ sắp mặt chưa. Mà những cái ngày mà nó xem á 2 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mấy cái ngày ngang ngang ngửa ngửa này nó cũng chỉ thấp bằng một nửa thôi. Còn cái ngày cao nhất của nó mọi người xem, bán cũng chỉ được có 5 triệu à đó, mọi người thấy không, đâu có cái ngày nào mà nó vượt qua được cái ngưỡng lời đâu, chỉ có toàn lỗ không à. Dù cho có một số sản phẩm là mọi người bán có thể là lời được gấp 2 đi, tức là 1 lời 2 á, thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Công việc kinh doanh của mình thì mình chỉ có thể public được chừng đó thôi, mình không thể public nhiều hơn cho mọi người thấy được. Thì mọi người thấy đi, làm apply bây giờ nó có dễ không? Đây là cái trường hợp của mình. Còn bây giờ mọi người đi hỏi những cái người kinh doanh ngoài kia, người ta coi thử là có... Rồi nha, đây là cái phần mà hiện tại làm thấy là hiện tại nó chỉ có lỗ và lỗ thôi. Và đây là anh sếp chủ nhà của mình, và mình đã chịu không nổi từ đầu năm đến giờ rồi, và anh quyết định là cầu cứu anh thôi. Viết rất dài để cho anh hiểu. Và cuối cùng thì anh cũng rộng lòng thương, thì anh cũng giảm cho được một ít. Nhưng mà nói thật với mọi người, không phải ai cũng mà có tình thương người như vậy mà họ giảm cho đâu. Nhiều người họ không, mày làm được hay không, mày không mày dọn đi chỗ khác, tao còn cho người khác thuê. Rồi cái tiền cọc đó thì họ lấy luôn. Ví dụ như cái tiền cọc ở chỗ cái Thủ Đức đó là phải cọc 2 tháng nha mọi người, là cọc 200 triệu rồi. Đó thì ví dụ như bây giờ mình bán không được, mình đi, thì cái cọc đó mình cũng chẳng lấy lại được đâu, và mất luôn vô tay của chủ. Nhưng mà anh này thì anh tốt bụng, thì anh giảm cho mình một chút tiền nhà, chứ cũng không bao nhiêu, thì người ta cũng còn phải kiếm ăn kiếm cháo chứ. Nhưng mà giảm thì trong một khoảng thời gian ngắn thôi mọi người không. Đây, mình muốn cho mọi người xem này. Đây mà mình cũng có trình bày với ảnh á, mình bán ở bên cái Thủ Đức này nó được có mấy tháng thôi. Mọi người xem nha, cái tháng của năm trước á, những cái tháng đầu á, khách chưa biết tới nhiều, nhưng mà cái lượng mua của nó cũng cao này, 150 triệu thì mình cũng gọi là có lời nhẹ thôi nha, 165 đó. Nhưng mà bắt đầu là qua năm mới này, nó tụt dần này, mọi người thấy không? Đó, cái sự khác biệt của năm ngoái và năm nay chưa? Trước chiến tranh Ukraine và sau chiến tranh Ukraine chưa? Và mình không biết là nó sẽ giảm đến bao lâu, nhưng mà kinh doanh offline mình đổ rất là nhiều công sức vào, nhưng mà nó như vậy đó. Còn về cái phần mà ban đầu, chi phí ban đầu khi mà làm á, mình nói với mọi người là chi phí nó không hề thấp đâu nha mọi người nha. Đó, khi mình làm mình phải tính toán ra rất kỹ càng và chi tiết luôn. Cái này là bên quận 9 nha, thì tiền thuê nhà này, tiền cọc luôn luôn gấp đôi nè, thấy không? Tổng chi phí tu sửa mặt bằng thôi chừng này rồi đó. Cái này là tiền ở bên nhà thi công họ báo nha. Rồi lắp đặt wifi, rồi hệ thống wifi, rồi quạt treo, rồi đèn, lát sàn, tủ. Rồi đó, mọi người thấy không? Rất nhiều các khoản phí, rất nhiều đó, nhiều lắm. Không làm không được đâu. Đó, thì đối với cái mặt bằng này thì cái tổng mà tu sửa và làm á, thì nó hết là 300. Còn hàng hóa thì mình bổ sung vào là 170. Cái này mình đã tiết kiệm lắm rồi á, thì cái tổng chi phí vận hành nó ước tính là 500 triệu. Ít nhất là 500 triệu, đó là một cửa hàng. Rồi còn ở bên cái cửa hàng thứ hai này, diện tích là 45 x 20 nè, đó không, thuê là 50, cọc là 100, đó không, chưa gì là hết 150 triệu đó. Và mấy cái khâu này á là mình rút kinh nghiệm từ những cái bên kia cho mình tiết giảm lại bớt, thì
đâu đó thì cái tổng chi phí nó cũng khoảng tầm 380, và hàng hóa thì mình ém lại hơn chút đó thì cái chi phí vận hành nó cũng ngang ngửa tương đương. Còn nếu mà anh em mà làm về ẩm thực á thì nó sẽ đỡ tốn hơn, tại vì nó không có bị cái vốn mà vốn chôn hàng năm á thì nó sẽ đỡ tốn tiền hơn, nhưng căn bản thì nó cũng phải tốn thôi. Đây còn đây này, đây là cái phần cũng không kém quan trọng nữa này. Ở làm offline thì chắc chắn là phải chịu những cái cảnh này rồi, anh em nào mà làm thì chắc biết không thể trật đi đâu được hết, trừ khi mà bạn làm nhỏ, làm chui thôi, chứ còn nếu mà bạn mà đã quyết định là bạn làm offline đàng hoàng thì kiểu gì là đây là cái vấn đề tế nhị mà mình cũng không muốn nhắc tới nhiều đó, và mình rất là nhức đầu về cái những cái vấn đề này luôn. Gây để đó 3 triệu thôi chứ thực tế là không phải vậy đâu, bán đã không được rồi còn bị chèn ép nữa mọi người không đó. Khi mà hoàn thành được một cái shop như vậy á, thì bắt đầu vào làm thì nó sẽ xảy ra thêm nhiều những cái vấn đề khác, ví dụ như lâu lâu á, thì nó gặp những cái sự cố kỹ thuật đó thì mình phải qua mình sửa, ok chuyện bình thường, nhưng mà những cái đó nó cũng mất khá khá là thời gian nha mọi người nha. Rồi chương trình, rồi phải làm những cái chương trình rồi đó, mình còn chưa nói đến cái khâu vận hành, cái khâu vận hành là nó sẽ còn tốn cái sức như thế nào, rồi khi mà hàng hóa về rồi sẽ như thế nào, rồi làm như thế nào, tốn thời gian ra sao, nhiều lắm, tốn lắm, chứ không phải giống như là làm việc online là chỉ ngồi ở trên cái máy tính xong rồi làm đâu, không giống nhau đâu mọi người nha. Làm hoài mà không thấy tiền, 2 năm rồi đâu kiếm được nhiêu đâu, nhiều khi 2 năm tích lũy hết lại còn không bằng 1 tuần rồi. Trước kia làm bây giờ 2 năm trôi qua thì mình làm offline như vậy, quay lại là nhìn lại những cái anh em mà trước đây họ vẫn bám theo họ làm online á, là mình mới thấy là đúng là nỗ lực không bằng sự lựa chọn. Trước đây mình vẫn rất là luôn tự tin về cái khả năng chịu khó của mình cũng như là cái khả năng của mình á. Thật ra thì nỗ lực không bằng cái sự lựa chọn, nếu mà lựa chọn đúng ngay từ ban đầu á thì nó sẽ khác. Giống như trước đây mình làm á, mình làm 1 năm là mình bằng người ta làm chắc cũng phải là 5-10 năm, còn bây giờ mình làm 2 năm không bằng người ta làm tuần. Ok nhưng mà không sao, bây giờ thì mình đã tìm ra được cái hướng để quay lại rồi. Hiện tại thì mình đang tham gia cái khóa học của đứa em, nó rất giỏi trong cái lĩnh vực là MMO luôn, và mình tin chắc là mình sẽ là gặt hái được rất là nhiều thành công, mình cực kỳ là hào hứng luôn. Làm cái video này ra mình cũng muốn là cho mọi người thấy được một cái góc nhìn của một cái người đã từng làm offline trong cái thời điểm mà khó khăn như vậy, chứ không phải là khi mình muốn làm offline á, mình không có đi tìm hiểu gì xong rồi cái mình nhảy vô mình làm ngay lập tức. Như vậy mình sẽ mất rất nhiều tiền bạc và thời gian để mà trải nghiệm, giống như là người ta chia sẻ ở trên cái video là dài có tầm 10 mấy phút như vậy, mình không nghe, mình nghe mình không chịu cảm nhận, thì sau này mình tự mình trải nghiệm thôi. Giống như mình hồi xưa người ta nói mình cũng không có tin mấy, mình lúc đó mình tự tin vào khả năng của mình lắm, mình cũng kiếm ra được trong khoảng thời gian là cái năm đầu á, nhưng mà năm thứ 2 nó đã lấy lại tất cả của mình. Ok còn hiện tại thì làm online thì đơn giản lắm, cái kênh này nó thật với mọi người mình cũng không có trông mong gì nhiều lắm đâu nha, tại vì dù sao đi nữa thì làm kênh YouTube nó cũng chỉ là free traffic thôi mọi người, là cái lượng xem tự nhiên thôi, nếu mà có được đề xuất á thì cái kênh nó mới lên được thôi. Chứ còn thật ra thì làm free traffic mọi người nhìn này, 19 lượt xem, 59 lượt xem, rồi cái cao nhất là 294 lượt xem thì ăn thua gì, có được nhiều đâu. Ở trong này thì mình được học nhiều về cái chạy quảng cáo, thì đó là một cái mà mình thấy là rất là tiềm năng, và những cái về phễu này, về phễu funnel á, và mình đã biết cách là để mình chuyển hóa, và mình biết rất nhiều cái cách để mà kiếm tiền ở trên mạng. Nó không giống như hồi xưa, hồi xưa mình làm là gọi là đa cấp tài chính không còn hợp nữa rồi, hoặc là nói chung là mình không muốn làm như vậy. Chứ nếu mà mình muốn làm á, hồi đó là mình sẽ tiếp tục mình làm. Hồi đó mình có cái kênh làm 2000 mấy lượt sub á, thì lúc đó mình sẽ làm video và mình sẽ đi tuyển tiếp và mình làm tiếp, thì mình chắc chắn mình vẫn có tiền, nhưng mà tâm mình không cho phép. Nói đại loại là mình không thích làm vậy đi, đừng có nói về tâm gì hết, nghe cũng ngại miệng lắm. Mình không thích làm như vậy, mình không thích làm cái kiểu như vậy nữa, cho nên mình không làm. Nhiều anh em cũng rủ mình về làm nhưng mình không làm. Mình muốn đi theo cái con đường là MMO chân chính, tức là không có ảnh hưởng đến ai cả, mình kiếm tiền, giúp anh em kiếm tiền được hay không, chứ không có để mà anh em bị kiểu này kiểu kia xong bữa sau mất lòng nhau rồi không dám nhìn mặt nhau, ngại lắm mọi người. Ok rồi thì nếu mà anh em nào mà quan tâm đến cái khóa học mà mình có ốp mở mở đó thì mọi người inbox nha. Hiện tại thì nó đang full lớp rồi, khóa học đó mình không biết là nó chuyên về cái gì của MMO luôn á,
Bởi vì là cái gì nó cũng dạy hết, hầu như là những cái kiến thức mà ở tất cả những cái người thầy mà đang dạy đỉnh cao ở hiện nay á thì đều có trong khóa này hết. Và học á thì có người cầm tay chỉ việc nha mọi người. Cái quan trọng của cái việc học á là phải có người kèm cho mình để mình ra kết quả luôn. Chứ còn nếu mà mua những cái khóa học ở lậu ở trên mạng á, rồi về xong rồi cái học xong cái không biết ứng dụng sao ấy cũng để đó. Tại như vậy cũng chỉ tốn tiền của mình thôi. Ví dụ như, ok, cho nên là anh em nào mà muốn biết thêm thông tin á thì nó có hai cái ngày học miễn phí nha. Và cảm thấy thực sự mà ưng á thì hẳn là mua khóa học để mà học. Tại vì khóa học hay thường thường nó không có rẻ tiền đó. Mình nói trước với mọi người luôn là nó không có rẻ tiền. Và mình cũng đã chấp nhận, cho nên là hiện tại thì mình mới tự tin mà ở đây mà nói. Chứ còn như trong cái giữa cái giai đoạn mình làm offline đó á, đang lỗ sấp mặt, đang buồn thối ruột mà ai mà đi chia sẻ cho nổi. Chỉ có bây giờ vui mới đi chia sẻ thôi. Ok nha, rồi mình bye bye, mình xin phép chào mọi người nha. À quên, nhớ sub kênh, nhớ like cái kênh, sub cái video này cho mình tăng thêm được vài cái lượt đăng ký nữa nha. Chứ còn cứ nói như vậy mà không cái lượt đăng ký mà nó không có tăng thì giống như kiểu như là độc thoại một mình á, không có hứng làm thôi nghỉ làm luôn. Ok, bye bye mọi người nha.